Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn mở cái đường đua Goliath ở trong cái game Forza Horizon 5 này nhé. Thì trong cái game này, cái đường đua này nó mở đơn giản hơn so với cái game Forza Horizon 4. Chúng ta chỉ cần mở những cái tích kịch, những cái dấu tích ở trong những cái tấm vé mà thám hiểm Forza Horizon 5 Mexico. Thì chúng ta đi đường gặp những cái tấm biển báo này, kinh nghiệm fast travel rồi, hoặc là mua nhà thì chúng ta tông nó, và quá trình mình mở map, mình đi những con đường mới á, nó sẽ cho mình những cái điểm để mình mở cái điểm Horizon Adventure này ra. Thì trong này nó sẽ có cái vé Mexico đầu tiên, nó có 4 dấu tích bên phải, các bạn thấy không, nó có rất là nhiều vé. Thì đầu tiên cái Goliath đó chúng ta sẽ mở bằng cái vé đầu tiên như thế này. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái điểm ở bên dưới, cái chỗ Available Unlock, nó sẽ có cái điểm để mình unlock. Thì mình thám hiểm Mexico nó sẽ tặng cho mình những cái điểm như vậy. Mình unlock được 4 cái dấu tích đó, nó sẽ mở Goliath cho mình. Thì cái đường đua Goliath trong cái game lần này thì rất là tuyệt vời. Nó có độ dài lên tới 54,6 km xung quanh cái map Mexico. Và đẹp như thế nào thì các bạn cùng xem video tiếp tục với mình nhé. Mình quay lại cái đoạn đường đua Goliath này trong cái video này của mình rồi đấy.